cũng đã có quản lý cái danh sách danh mục sản phẩm này. Ở đây thì hiện tại nó đang còn kiểu hiển thị theo dạng menu nhé. Đây, cái này thì có thể thêm trực tiếp chủ động thêm trong này luôn này, nó sẽ ví dụ như thêm ở trong này nó sẽ hiển thị ra. Thêm bên này cho nó tự đen ra này. Đây là loại menu, chọn một loại sản phẩm nhé, để nó ví dụ cho nó muốn vào cái phần sản phẩm bên này thì có thể chọn bên này. Đây, đấy, còn không thì cho nó nằm ngoài. Cho nằm rốt được thì nó sẽ tự động nằm rốt. Rất nhiều nhiều sản phẩm. Đấy, cứ chọn vậy thôi. Lưu. Thì bên này nó sẽ hiển thị ra này. Đấy. Tiếp theo là quản lý sản phẩm. Ở đây thì cũng có danh sách cái ở danh sách ô tô ấy, thì có thể thêm thêm mới ô tô này. Thì thông tin ô tô thì nó sẽ có năm sản xuất này, xuất xứ ở đâu này, loại sản phẩm này, giá này. Nó có một cái là thông số kỹ thuật và mô tả thì có thể nhập ở đây. Ảnh những thông tin. Tiếp theo là ở phần quản lý bài viết thì sẽ có đây, đây là những cái phần ấy à. Article form. Cái này cũng lâu không 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 check nên là nó sẽ có lỗi. Đây, đây ví dụ như quản sản phẩm thì nó sẽ có à, bài viết. Bài viết thì này, ví dụ như mình cũng nhập lại đi. Chọn menu à, chưa có menu à. Đây. Đây cái menu là menu của các bạn thêm một cái menu bài viết nhá. Menu bài viết này. Tức là nó sẽ phân loại theo là một cái menu sản phẩm hay là menu bài viết này. Đây bài viết nhá, chọn chọn một cái bài viết để nó có. Đấy, thì ví dụ như nào này mình sẽ nhìn này. Đây menu, đây là menu của bài viết này. Vào phần bài viết này thì thêm này. Bài viết hay. Đây, dữ liệu thì các bạn nhập thôi, mình sẽ không 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 nhập dữ liệu. Đấy, nó sẽ hiển thị loạt ra cái menu bài viết này. Ok. Hiển thị, đúng rồi, bài viết này đang hiển thị này. Đấy, cái kích vào nó sẽ hiển thị bài viết ở đây. Đấy, cái kích vào là chi tiết thì nó sẽ hiển thị bên này. Nội dung thì các bạn thêm nha, bởi mình sẽ thêm thêm test thì mình sẽ không 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 thêm khá không thêm nhiều đâu. Quản lý khách hàng ở đây thì mình có thông tin của khách hàng này, khách hàng có thể đăng ký này. Quản lý comment thì ở đây thì khách hàng cũng có thể comment và gửi mail, ví dụ như mình kích vào đây nhé, chỉ có đăng nhập vào rồi mới được comment này nhá. Đây đăng nhập để bình luận à, đây cái này thì đang còn qua đăng nhập Google. Đây mình sẽ đăng ký một cái tài khoản này. Đấy, mình đã đăng ký thành công thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cho mình cái phần này đúng là hay quá đi. Ở đây hiện tại thì nó kiểu như nó đang quá trình gửi mail ấy, nên là nó sẽ cũng mất thời gian đấy. Thì ở đây thì cái mình mở một cái tab đây này, nó sẽ gửi một cái mail. Thế là các nội dung mail thì mình chưa soạn, mình đang để mặc định một cái template thôi. Đây xem mail đấy, nó sẽ báo có là sẽ đây 0 phút trước này. Đây mình sẽ có thông tin như này, thì các bạn muốn thông tin gì thì mình cũng báo, mình sẽ điền điền thôi. Đây thì nó sẽ hiển thị ra đây. Ở chỗ đăng ký tư vấn thì ở đây thì các bạn có thể đăng ký tư vấn ở đây, ví dụ như sẽ có là tên này, đi tâm sao đấy. Ở đây thì nó hình như nó cũng gửi mail sao. Đúng rồi, nó có một cái cũng cũng có gửi mail đấy, nhưng mà đây cái mail này thì các bạn gửi cho mình cái nội dung nhé, thì mình sẽ edit lại cái nội dung đây. Thì đấy các bạn nhìn thấy chưa, khi đăng ký ban là nó sẽ có một cái đây. Thông báo này. Tiếp tục ở đây thì
Ở đây trong này mình sẽ có một cái hệ thống phân quyền nữa nhé. Đây, cái quyền là nhóm quyền, hiện tại thì mình đang ấn nó đi để mình có thể truy cập được vào full. Đây thông tin này thì đây bạn cũng thể cập nhật nhưng mà chắc không không cần cập nhật đâu. Slide đây đây hiện tại thì slide bạn các bạn có thể thay đổi ở đây trang chủ. Đấy, các bạn thể thay đổi cập nhật slide. Sản phẩm nổi bật thì các bạn chọn nó bật thì sản phẩm nó sẽ hiển thị đây nhé. Bài viết nó sẽ hiển thị được đây.